Chào Hiệp, xin chào quý khán giả, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì chào Hiệp lại tiếp tục lên trên này để mà cập nhật tiến độ nhà cửa của các cháu nhỏ mồ côi bố bị rắn cắn, gửi tới toàn thể quý nhà hảo tâm cũng như là cô chú anh chị và tất cả mọi người, những khán giả yêu thương các cháu cũng như là Tam Giác Mạch. Thì hôm nọ cháu Hiệp có quay lên, đây là thước phim thứ ba thôi mọi người nhé. Thời tiết hôm nay thì lại như vậy rồi. Đang rất là căng thẳng bởi vì là cũng chuẩn bị vào đầu đông trên này. Thế nên là thời tiết thay đổi liên tục. Đây là video thứ ba mà cháu Hiệp có chia sẻ về nhà của các cháu nhỏ mồ côi cũng như là căn nhà thứ 33 mà cháu Hiệp có đứng ra kết nối kêu gọi chia sẻ và giúp đỡ cho các cháu. Thì cũng rất là cảm ơn quý khán giả. Đây là video thứ ba, do vậy là những cái sự góp ý của mọi người thì anh em đọc hết. Đương nhiên là như đã nói rồi, xây nhà thì không có quá nhiều điều để phải chia sẻ. À, hôm nay anh em đã vào áo gần xong hết rồi. Nên là cháu Hiệp sẽ làm một video nữa. Có thể ngày mai là bắt đầu là lát ốp rồi là lợp mái rồi. Nhìn khá là đẹp rồi. Thì đầu video này cho cháu Hiệp quảng cáo một xíu, chuẩn bị vào vụ mùa mật ong bạc hà rồi. Hoa bạc hà đấy, duy nhất chỉ có trên cao nguyên đá thôi. Nên là quý khán giả có nhu cầu mua sử dụng, đặc biệt là vụ mật mới này thì có thể liên hệ sớm nhé, để có được những cái chai mật mới. Ngoài ra thì với tất cả các sản phẩm nhà cháu Hiệp thì đều được khuyến mại, bao gồm là măng này, miến này, miến rong, rồi là nấm hương, rồi là óc chó, tam thất, nụ tam thất, vân vân rất nhiều. Đó. Mọi người có nhu cầu thì gọi theo số của cháu Hiệp nhé, 0816145678. Bây giờ thì sẽ đi vào đây này. Đấy, ra lông tao đồng hồ làm gì chú vào cái kia là làm gì ấy, đang đào gì đấy? À, hạ xuống à, đẹp rồi nhỉ. Đây ok chưa các bác? Đấy. View nhà không còn gì để nói nữa. Trước là một cái bể to đùng này. Đó. Chân biết tại ý lái nó bắn cắp phốn cơ. Bể phốt xong rồi gì? Ok. Nào. Bình tĩnh, dài. Làm phải có nghỉ chứ. Nhà đẹp thế này mà vẫn có người chê, thế chịu nhỉ. Hôm nọ cháu Hiệp quay lên thì một số bác bảo là không thấy móng ở đâu, thì không biết là các bác xem video kiểu gì, nhà không có móng mà làm sao mà xây được. Đấy, video này cam kết với các bác bảo hành căn nhà này 10 năm, nếu có nứt vỡ, hỏng hóc, cháu Hiệp sẽ bỏ 100 triệu ra xây lại mới đét. Đấy, cam kết với các bác là như thế. Đây là căn nhà thứ ba mươi mấy rồi, do vậy là các bác cũng không phải đắn đo về kết cấu, không phải đắn đo về chất lượng công trình, hay là đắn đo về bất cứ một cái điều gì. Đó. Bởi vì là cháu Hiệp cũng trưởng thành trong nghề nhé, chia sẻ với quý khán giả là trưởng thành trong nghề, tức nghĩa là công việc xây nhà thiện nguyện cho bà con vùng cao. Đây là căn nhà thứ 32. Cháu Hiệp trưởng thành bởi vì sao? Bởi vì có sự đóng góp, có sự tư vấn, có sự chỉ bảo của các cô chú trong nghề xây dựng lâu năm. Thế nên là những căn nhà đầu cháu Hiệp bị nói rất nhiều, đúng ra nói thẳng là bị chửi rất nhiều vì cái thiếu hiểu biết cũng như là kinh nghiệm non nớt của mình. Tuy nhiên thì sau rất nhiều mọi người đã thấy rồi nhá. Bây giờ không biết là khả năng lên tivi thì lên video thì cái mạch vữa chat của các anh em nó vẫn còn là chưa khô hẳn, nên là vẫn còn hơi lộ lộ một chút mạch gạch, nhưng mà nhìn ở ngoài nét lắm mọi người ạ, nhìn ở ngoài thì cực kỳ nét rồi. Cháu Hiệp sẽ đi từ ngoài để vào trong quay cho các bác xem. Đây, mẫu nhà này mọi người đã thấy giống của lùng máy chưa?
vật liệu ngày mai lên thì anh em thợ cũng sẽ lợp luôn. Nhà này thì cháu Hiệp sẽ thầu nhiều hơn, bởi vì thời gian này thì mọi người biết là anh Duy, thứ nhất là anh ấy cũng nghỉ hẳn YouTube rồi, thứ hai là anh ấy tập trung vào làm cơ khí, hiện tại đang làm cho một công trình khách sạn rất lớn ở trên Đồng Văn, nên là anh ấy sẽ không đồng hành với cháu Hiệp làm cửa và làm mái được, thì sẽ phải thầu luôn cho anh em thợ thôi. Đấy. Thì nhà này anh em mình không làm quá cao so với nền, bởi vì cao thì lại xúc đất vào thì khác gì là chở củi về rừng. Đấy. Chỉ làm cao hơn nền 1 đến 2 viên gạch thôi. Để tránh nồm ẩm rồi là tránh các thứ thôi. Đấy. Bột vẫn thưa thoải mái nó. Nhà nào, bởi vì nhà này thì rất là xa và mọi người thấy rồi, delay 7 tháng, 6 7 tháng liền, nên là rất là sợ cái tình trạng là thiếu vật liệu, một cái là rất là khó người ta trở lên cho mình. Nên bắt buộc cháu Hiệp phải phải mua dư. Mua dư thì đương nhiên rồi, vẫn sẽ ở lại thôi, cũng không có chạy đi đâu cả. Đó. Đấy, răm cửa nó cái nó, voi cái nó. Tần mới bắt đâu. Đó. Để đỡ phải xách đúng không? Bắt đầu cắn nền à? Còn ít ngày thôi. Thế cũng phải để hứa nó, để hứa nhé. Hơn một tuần thôi. 9 ngày. Đấy. Nói chung là nét căng nét rồi. Ở phía cửa thông này thì sẽ thiết kế một cái mi cửa nhá, ô vuông đấy. Để thứ nhất là nó cũng ok tí. Đấy. Không gian trong này là nhà vệ sinh, nhà tắm của cháu luôn. Diện tích có nên là sẽ tương đối rộng, tương đối rộng. Đó. Anh em mình lắng nghe, tiếp thu thì bể phốt là làm bên ngoài, do vậy là chỉ nối ống ra thôi. Bể phốt đang ở chỗ chú Và đang đào kìa mọi người nhé. Để làm sao là nông thôn mà có đất thì cứ làm vậy, để vỡ lỡ có vấn đề gì xử lý dễ. Đây là khu vực bàn bếp đây, anh em đã để chờ rồi. Đấy, chuẩn bị là đồ bàn bếp. Đó. Cửa sẽ thông ra ngoài để các cháu có thể là đi vườn tược các thứ dễ, và có thể sẽ là một cái việc gì đó. Đây là toàn bộ phòng khách nhé, quý khán giả nhé. Đó. Phòng khách rồi là cửa chính. Phòng khách thì vẫn tương tự là mở một cái cửa ra để các bé có thể lấy ánh sáng từ ngoài vào. Và trên này thì dân rất là lành, cháu Hiệp chỉ làm cửa kính để cho sáng nhà, và có sen hoa sắt. Đấy. Như thế này ưng chưa? Chú ruột. Mệt lắm à. Nhưng mà làm nhà chúng ta lại được chưa? Ưng ý chưa? Quá đẹp đúng không? Nông thôn mình ấy, em nói thật là chỉ cần một cái như này và sân rộng thôi là tha hồ. Ví dụ đằng sau này để làm sân, sau này các cháu cưới hỏi hay là làm tiệc tùng gì là cứ bác giạp ở đấy là thẹt ga luôn. Đấy. Đây chắc chắn là một căn nhà đầy đủ và đẹp nhất của Sùng Hòa, Sùng Là và Lao Xì Lùng, ba thôn luôn. Bởi vì là khu vực địa bàn bà con người Mông trên này thì cháu Hiệp đi phải nói là mòn cũng chục đôi dép rồi. Chưa có một căn nhà nào đầy đủ và đẹp như thế này. Tức nghĩa là sao? Là thứ nhất, một ngôi nhà để nói nó phải đã bao gồm công năng là ngủ, phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Bốn cái đấy phải đi với nhau. Đó, thì nhà này là đầy đủ rồi. Còn nhà của bà con người Mông thì mọi người biết rồi, họ sẽ xây như hội trường ấy. Sau đó là nhà của họ chỉ có hai cái cột lên rồi bếp củi đun. Giường ngủ thì cũng tựa lưa ngay ở phía bếp củi luôn. Rồi là đại loại là không có một cái gì là rõ ràng cả. Thì khu vực bà con ở đây gần như là như thế. Thậm chí là nhiều bà con ở trên các thôn này là chưa có nhà vệ sinh đẹp và sạch sẽ. Rồi là
nó sạch sẽ đấy. Thế nên là rất là mừng. Đây sẽ là một trong những căn nhà hôm nọ cháu Hiệu có trêu chú trưởng thôn đấy, là có được như thế thì bà con sẽ học tập, và từ đó là sẽ có cái lối sống nó văn minh hơn, nó sạch sẽ hơn. Đó. Anh em đang bắt đầu cán rồi để chuẩn bị cho lát. Cửa sổ rất to nhá. Đấy, cửa sổ đây cũng rất to, rất đẹp. Đó. Bình thường các nhà khác thì cũng là lấy vật liệu lợp lên trước để anh em chát cho nó đỡ mưa. Tuy nhiên nhà này thì cháu Hiệp lại lấy chậm hơn tí rồi, nên phải chấp nhận thôi. Đó. Rồi. Đi thẳng từ phòng khách vào sẽ là một cái phòng một cái cửa thông. Cửa đây, cửa nhà vệ sinh, cửa thông này. Đấy. Hôm nay cháu Hiệp lại không mang flycam đi để quay cho các bác. Đấy. Tiếp tục thông một cửa nữa ra ngoài. Đấy. Rất đẹp. Do là cái nền đất này không bằng, thế nên là khi mà cháu Hiệp chia sẻ đấy, một số nơi sẽ thể hiện được cái móng, một số nơi thì không. Đất nó không bằng phẳng, nó cứ gồ ghề, nó như thửa đồng, thửa ruộng. Nên là các bác mới xem mới thấy là khu thì có, khu thì không. Đây, mà anh em đổ đây, rất là ngon lành này. À, trưởng thôn lấy kèm á. À. Cái này làm gì ấy? Thừa. Đổ thừa. À, bàn bếp đợt này là lắp ghép à, chứ không phải sợ, không phải đổ à. À, lắp ghép cho nhanh nhỉ. Nhà này do là diện tích nó không như các nhà khác nên là sẽ làm cao hơn mọi người ạ. Đấy. Đằng sau, còn đây là phía đằng trước. Thì đây đã đun nấu các kiểu đây rồi. Đấy. Nồi niêu xoong chảo là có mặt đây hết rồi. Đấy. Đây. Móng nhà có hay không hoặc là cao hay không thì các bác có thể xem. Ở đây anh em còn làm hai bậc nữa. Đấy. Mặt tiền khá là đẹp. Bình thường thì cháu Hiệp sẽ đổ ở đây một cái cột, tuy nhiên thì nó sẽ tốn kém của các cháu thêm đôi triệu nữa, nên là ở phía góc này thì cháu Hiệp sẽ bắn sắt thôi, bắn sắt chữ A đây để mà xuôi với mái để lợp cùng nhau. Đó. Không còn gì tuyệt vời bằng rồi. Một căn nhà 9 ngày. 9 ngày là anh em vào áo xong toàn bộ rồi các bác nhé. Đó. Thật ra thì có những cái công trình mà cháu Hiệp thi công thì nó sẽ là chậm, nhưng chậm là chậm vào khâu chở vật liệu, bởi vì vùng cao thì mọi người biết rồi, tính chất đất rồi thổ nhưỡng rồi khí hậu nó phụ thuộc rất nhiều vào ông trời. Chỉ cần một cơn mưa thôi, những khu vực mà chưa có đường bê tông ấy thì sẽ phải đợi cả tuần mới nắng, mà đợi cả tuần xong lại mưa, đợi đợi cả tuần khô mới đi được thì lại mưa, thì tiếp tục lại đợi. Đấy, nói ra thành kể lể rất dài dòng, nhưng mà đấy là chia sẻ với những ai không hiểu về vùng cao là như vậy. À, ngày xưa thì bố mẹ cũng có làm được một cái công trình me me này rồi, tuy nhiên thì cháu Hiệp thấy rằng là nó cũng sẽ khá là bất tiện, bởi vì bây giờ con người đang hiện đại hóa và đang tiến bộ hóa đi, thì khi mà có những cái công trình phụ ở trong nhà thì tối đêm các cháu có thể sẽ sử dụng luôn, vệ sinh các thứ, chứ không phải là đêm rồi đau bụng nọ kia rồi lại mở cửa đùng đoàng xong mưa gió lạnh buốt nữa xong lại chạy ra để đi vệ sinh thì cũng rất là bất tiện. Đấy. Mặt khác thì căn nhà vệ sinh này thì lại dùng chung với nhà của hàng xóm này, thế nên là cũng khá là bất tiện, phải nói là như vậy. Một người chờ một người đau thì đúng là sẽ té le luôn đó. À, đây mặt tiền như thế nhé các bác nhé, đẹp đấy đúng không, cũng rất đẹp, có hai bậc, một bậc một hai dẫm là lên rồi. Thật ra thì không biết thế nào là
tam cấp, thế nào là tứ cấp, chỉ tránh cái số 4 thôi là đẹp rồi. Cho anh em không hiểu về cái bậc tam cấp hay là tứ cấp ngũ cấp gì đâu nhá. Bên này anh em đổ cho một quả chờ đây, rất đẹp này. Đấy. À, đây có máy bơm đây. Máy bơm kia là của anh và máy bơm của anh à? Cái máy bơm kia là bơm bơm kiểu 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 âm ấy đúng không? Vứt vào trong nước thoải mái đúng không? Cái đây có đắt không? Cái đấy trước là anh chay không có về thôi. À, thế là của các cháu thôi gì? Các cháu thôi. À, thế mấy nữa vẫn đặt téc trên trên đỉnh núi chứ? Để xả nước cho các cháu dùng ấy nhỉ? Vâng. À. Hôm nọ các cháu về có lên xem nhà không? Có mà. Có hả? Bây giờ về thì chắc ruộng là gặt hết rồi, không có việc gì á. Không có việc gì đâu. Em đi lên thì toàn lên vào ngày thường nên là các cháu đi học hết rồi. Mỗi bạn rua là ở nhà thôi. Vất vả nhất là chú Và, bởi vì đợt này là cháu Hiệp giao toàn bộ là chú Và hỗ trợ để quán xuyến công việc cũng như là những cái phần liên quan ngoài. Ví dụ đây là bể phốt anh em mình đào bên ngoài này này, bây giờ tận lấp hết rồi, chuẩn bị nối ống nữa thôi là sử dụng được rồi. Đó, đằng ngoài thì bao giờ cũng vậy, xử lý nó dễ hơn. Hai người gãy đấy, kể cả nghiêng vẫn vẫn sợ. À, anh em người Mông thì đừng có đùa. Đội này đi rừng vác cái quan tài cả cụm còn vác được. Nhưng mà mấy miếng ván này nhìn đấy nhỉ, thích nhỉ. Ván toàn ván thông đá thôi. Nhưng mà bây giờ thì chỉ mua là lô. Mua đây. Bây giờ mà khai thác là chỉ có một phát là ăn cơm luôn nhà nước. Ờ. Ống 90 một cây. Xem nào. Sắt sắt 44 em lấy 9 cây không biết đủ không nhỉ? Hả? Ờ. Lấy cho thoải mái thôi, còn thực tế thì chắc chả cần nhiều thế đâu. Sót 44 lấy 9 cây. Chắc là đủ rồi nhỉ. Lấy một hộp 48 à? 48 làm vẫn làm một cái đòn như kiểu chữ A đúng không? Ok. Thêm một hộp 48. Do là đã xây liền như thế này rồi, thế nên là không cần phải mất thêm sắt để làm A nữa. Đấy. Đối với bức ngăn giữa phòng khách với phòng vệ sinh đằng sau cũng làm cao rồi. Hôm nọ thì cháu Hiệp có quay lên thì các bác một số góp ý bảo là nhà vệ sinh phải nằm sau phòng ngủ. Cháu Hiệp thấy một cái quan điểm rất là lạ. Rồi là bảo không có móng, làm nhà kiểu gì mà không thấy móng. Cháu Hiệp cũng nể luôn. Các bác góp ý thì anh em mình rất vui vẻ thôi. Tuy nhiên thì
góp ý cái gì nó thực tế một chút. Nhà vệ sinh ở sau nhà, ở sau phòng ngủ thì chỉ là đối với các bác ở dưới xuôi, nhà ống không có đất thì mới tận dụng như vậy thôi. Chứ còn đã là trên này khu đất của các cháu này mà làm một cái nhà vườn thì cũng rất là đẹp. Với cái diện tích như thế này anh em mình có thể thiết kế một cái trang trí tô điểm một chút kiểu nhà vườn. Tuy nhiên thì là nhà tình thương thôi nên là cũng làm tránh lãng phí tiền của. Cũng một số khán giả góp ý là làm đơn giản thôi, kinh phí dư để các cháu làm kinh tế. Thì thật ra bây giờ chỉ có thêm phần lát thôi, cháu Hiệp chỉ lát thôi, còn không sơn. Hả? Này, không sơn xi gì đâu mọi người nhé. Nó cũng đẹp lắm rồi. Có ở khang trang lát chát vào thì nó cũng bảo vệ nhà cửa rồi. Sau này các bé lớn lên thì các bé có thể sẽ tự kiếm được tiền rồi tự sơn sau. Đấy, còn bây giờ là chát sạch sẽ rồi lát để các cháu ở sạch sẽ là cũng qua ok rồi. Đấy, do là cái thế đất không bằng phẳng nên mà mọi người thấy là nền cao hơn nhà hai viên gạch. Nền cao hơn nhà hai viên gạch. Đó. Chống nồm ẩm. Cảm ơn sáng mất bà tú có phải hát đứng nữa. Ăn buồn à? Cửa sổ nữa. Chút. Vâng. Alo. Vâng ạ. Vâng, anh ơi, cái rộng 7 mét này là mình lấy một mái hay hai mái ạ? Hai mái chị nhé. Hai mái là tổng là 14 tấm hay là hai mái tổng là 7 tấm ạ? Tổng là 14 tấm ạ. Vâng, vâng. Thế cái sườn là lấy 4 cây đúng không? Úp sườn à, úp sườn vẫn là 4 cây ạ. Còn mạ. Vâng. Úp sườn là 4 cây, còn nóc thì nóc là 7 mét đúng rồi. Và thêm một hộp 48 cho em nhé. Thì anh nhắn có 7. Vâng, dạ, thì anh nhắn có 7 tấm như này em hỏi là xem một mái hay hai mái. Quên mất. Đây em gửi cho. Rồi, xong gửi hóa đơn cho em nhé. Đây, bình thường thì cháu Hiệp mua là của nhà máy Tôn Đông Á đây nhé, các bác nhé. Địa chỉ chắc ghi đây, chắc là sợ nó lại xóa video mất. Đại loại là cứ đặt là họ sẽ cắt và sau gửi lên thôi. Rồi, các bác vẫn đang hỏi mua hàng này. Mật ong hoa đu đủ bao nhiêu tiền một lít? Mật ong ngâm hoa đu đủ là
Một hũ là khoảng 1 lít 2, nó sẽ rơi vào là 750.000 nhé bác nhé. Cháu ngâm sẵn cho cả hoa cả mật luôn. Đó. Rồi. Kinh phí đợt này dự là sẽ hết 9 triệu 276 nghìn. Đây là bao gồm nhé mọi người nhé, còn công thi công các thứ nữa. Đương nhiên là tùy vào diện tích của từng nhà và tùy vào cái cách làm của từng nhà. Hôm nay thì sẽ là chát hoàn thiện rồi, chỉ còn phần lát nữa thôi, lát ốp và bàn bếp, rồi là lợp mái nữa thôi. Sau đó bắt đầu là đo cửa để các cháu có thể chủ động vào ở rồi. Trước khi kết thúc video này thì cháu Hiệp muốn xin cho các bé đó là một bộ bàn ghế đây, hai cái giường, một bộ bếp ga, một nồi điện. Hôm nọ thì có một số bác vào gửi tiền thêm vào quỹ làm nhà thì cháu Hiệp cũng chưa nhớ ra nên là lại từ chối mất rồi. Đấy. Nếu mà nhớ ra thì cháu Hiệp đã xin thêm để mua bếp ga, mua nồi điện, mua giường tủ, bàn ghế rồi. Nên là hôm nay trước khi kết thúc video này, cháu Hiệp rất muốn là các quý khán giả, các nhà hảo tâm hãy cùng nhau phát tâm hỗ trợ các bé một bộ bếp ga này. Một bộ bếp ga với nồi điện là khoảng 2 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, hai cái giường 1m6, 1m8 nó rơi vào khoảng 4 triệu nữa. Chăn ga gối đệm mùa đông rồi. Rồi là một bộ bàn ghế khoảng 4 triệu nữa. Đó, là như vậy. Quý khán giả mà phát tâm được thì rất là tuyệt vời. Còn không thì cháu Hiệp sẽ cân đối cái khoản tài chính dư để sẽ mua. Đương nhiên là trong quỹ thì sẽ không dám chi nhiều, bởi vì vẫn muốn là cho các cháu cái tài sản, một cái tài sản sau khi xong nhà để các bé có thể tự chăm, rồi là đến khi các bé lớn hơn một chút nữa, 1-2 tuổi nữa, các bé sẽ có một cái khối tài sản nhỏ nhỏ để tự sống với nhau, tự cùng nhau là tự lập. Còn nếu mà chi hết vào tủ bàn rồi là giường các thứ thì vô hình chung là các bé sẽ lại bị hụt vào cái quỹ. Đây, test còn chưa có đây. Bây giờ sẽ phải chơi bài là máy bơm thì ngày xưa bố đã mua rồi, máy bơm âm đây này. Đấy, thì sẽ đặt một cái test ở trên kia thì nước mới có áp lực, thì khi nối xuống bếp nút các thứ sử dụng thì mới là dễ. Đấy. Còn nếu mà không ai hỗ trợ test hoặc là không được bác nào trợ duyên, anh em mình không dám chi thì tận dụng cái bể này thôi, cứ sử dụng như bình thường thôi. Đấy, nước vẫn bơm vào. Đấy, mỗi lần dùng thì sẽ bơm. Đó. Đấy, như vậy thôi mọi người ạ.